Vâng, cơ sở dâu tây sạch Anh Hoàng xin kính chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị em các bạn những cái cây giống dâu tây hiện tại bên cơ sở chúng tôi có bán các bạn nhé. Thì cơ sở dâu tây sạch Anh Hoàng đã cung cấp cây giống dâu tây 4-5 năm ở trên cái không gian mạng. Thì cũng rất may mắn được cái sự tin tưởng, ủng hộ của quý anh chị em các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Thì hiện nay đang trong cái mùa đông, mùa xuân, thời tiết đang khá là mát mẻ và đẹp đẽ, thì chúng ta rất thuận lợi cho cái việc là xuống giống trồng cây dâu tây các bạn nhé. Thì trước mặt các bạn đó là những cái cây mâm xôi. Thì dâu tây và mâm xôi thì là nó cùng họ với nhau. Dâu tây có cái tên tiếng Anh là raspberry, còn dâu tây có cái tên tiếng Anh là strawberry. Thì hai cái dòng này thì các bạn đều có thể trồng ra trái tốt ở tại Việt Nam. Thì ba miền Bắc, Trung, Nam thì đều trồng được các bạn nhé. Thì sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho mọi người về những cái cây giống dâu tây hiện tại mà cơ sở chúng tôi đang có. Thì đầu tiên là chúng ta luôn luôn quan tâm đến một trong những cái dòng dâu tây mà quý anh chị em các bạn trên mọi miền Tổ quốc rất là thích, đó là dâu tây Nhật Hanna. Thì cái dòng Nhật Hanna thì đã được khẳng định từ lâu tại cái thị trường miền Bắc, đặc biệt là tại thị trường tỉnh Lào Cai, rồi Sơn La, Mộc Châu thì trồng rất là nhiều cái giống dâu tây Nhật Hanna. Thì đây là một trong cái dòng dâu tây Nhật ra trái chùm, quả chín thì ăn sẽ ngọt, cứng, đấy, cứng và ngọt các bạn nhé. Về cái ưu điểm thì rất là lớn, cây phát triển nhanh đấy, và trái ăn gọi là siêu ngọt mà các bạn, bao giờ cũng vậy, rất là ngọt các bạn. Rất nhiều các bạn, anh chị các bạn là thích cái vị ngọt của cái trái dâu tây Nhật Hanna. Cái dòng này là nó chống chịu với điều kiện môi trường rất là tốt, ra trái được khắp ba miền để đào trồng được. Tuy nhiên là miền Bắc thì tôi thấy nó vẫn hợp hơn, nó phù hợp hơn. Nên quý anh chị em các bạn ở miền Bắc thì có thể sử dụng cái dòng này, dâu tây Nhật Hanna các bạn nhé. Thì về giá bán thì hiện tại là cơ sở anh Hoàng đang bán lẻ với cái giá là 10.000 một cây. Đấy, anh chị em các bạn mà mua nhiều khoảng 50 cây thì anh Hoàng sẽ bán với cái giá là 8.000 một cây. Anh chị em các bạn mà mua nhiều hơn thì nó sẽ giảm giá tiếp. Thì các bạn có thể đọc ở trên cái phần chú thích của cái video. Dòng đầu tiên là Nhật Hanna các bạn nhé. Dòng thứ hai thì các bạn có thể mua và sở hữu cho mình, nó là cái dòng dâu tây New Zealand các bạn ạ. Thì New Zealand luôn luôn là một trong dòng dâu tây được rất nhiều anh chị em các bạn, bà con trên mọi miền Tổ quốc biết đến. Bởi vì do đây nó là một trong cái dòng dâu tây, nó có cái độ gọi là thơm ngọt thuộc loại là nhất ở trong những cái dòng dâu tây tại thị trường Việt Nam. Trái của nó thì rất là to, thon, dài. Và đây là một trong dòng dâu tây quả đơn các bạn nhé. Xuất xứ của nó thì từ nước New Zealand, nó giáp với lại nước Australia hay nước Úc với các bạn. Thì ưu điểm của nó là trái to, thơm, giòn, ngọt, ngọt thanh các bạn nhé. Còn nhược điểm của nó thì cây của nó khó sống chịu được với cái điều kiện là thời tiết trời nó mưa nhiều á, thì cây new nó khá là yếu với lại nước mưa, và nó hay nó dễ bị mắc bệnh hơn so với lại một số cái dòng dâu tây khác. Rồi tiếp tục thì về giá bán nó như nhau các bạn nhé, giá bán cũng 10.000 một cây, 50 cây thì 8.000, một vỉ thì sẽ là 700.000 một vỉ, 112 cây. Rồi tiếp theo mọi người sẽ đến với lại dòng dâu tây Hàn Quốc. Thì dâu tây Hàn Quốc thì luôn luôn khẳng định được cái ưu điểm của nó là quả thơm ngon, ngọt các bạn ạ. Đây là một trong dòng dâu tây sức sống rất là tốt. Cụ thể nó là dâu tây Hàn Santa các bạn nhé. Thì ra trái chùm, nó xuất phát điểm của nó, xuất phát nguồn gốc giống của nó thì từ nước Hàn Quốc. Đấy, thì đây là một trong giống dâu tây là cũng phù hợp với ba miền các bạn. Anh chị các bạn có thể mua, giá bán thì như nhau. Rồi tiếp tục một trong dòng dâu tây Mỹ. Anh chị các bạn trên mọi miền Tổ quốc cũng rất là thích và thích trồng cái dòng Mỹ. Vì ưu điểm dòng Mỹ là nó phân bố rộng, nên là cái sức sống của nó cực kỳ tốt, nó phải nói là tốt nhất trong những cái dòng dâu tây. Quả của nó ra cũng to và trái đơn các bạn nhé. Đấy, nhược điểm thì là nó ăn trái thì nó hơi có cái vị chua hơn so với lại những cái dòng dâu tây trước đó anh Hoàng đã giới thiệu. Thì dâu tây Mỹ Abion thì cũng ra bán thì cũng tương tự nhau,
Về cái đặc điểm thì nó, đây là một trong dòng dâu tây phải nói là sức sống cực kỳ tốt, tuy nhiên là nó chống chịu với nước mưa thì cũng hơi yếu các bạn nhé. Tiếp theo là hàn sam gông này. Hàn sam gông thì cơ sở ở chỗ anh Hoàng này còn một số lượng nhỏ thôi, chắc chỉ còn khoảng cỡ vài chục cây thôi, hai chục cây thôi. Hàn sam gông, sam gông với hàn santa thì nó cũng tương tự nhau, thì ăn nó cũng thơm ngọt. Rồi tiếp theo là nhật noka berry, thì anh Hoàng cũng còn ít thôi mọi người nhé. Nhật noka berry thì cũng là dòng nhật trái chùm, ăn quả thì thơm ngọt. Quả này, cây này thì sức sống cực kỳ tốt và nó, cái lá của nó rất là đẹp, nó lên thành cái cây lớn, trưởng thành lá rất đẹp các mọi người nhé. Rồi cây bạch tuyết má hồng này, nhưng mà chỉ còn có vài cây thôi. Bạch tuyết má hồng thì dòng này thì ra trái màu trắng, có xen kẽ những cái hạt chín thì nó màu hồng hồng hường hường. Và tiếp theo mọi người sẽ biết đến với là những cái cây dâu tây nhật lùn các bạn ạ. Đây nhật lùn, dòng nhật lùn Tochi Otomi thì một trong những dòng dâu tây trái cũng thơm ngon ngọt. Và trái là vị của nó thì nó ăn nó hơi xốp xốp mọi người nhé, ăn nó hơi xốp mà cái lòng này thì cực kỳ ngọt. Và chứ các bạn có thể đến với lại cây dâu tây hàn santa cái dạng mô ly các bạn nhé, thì anh Hoàng có bán cả mô ly và mô vỉ. Thì những cái ly này anh Hoàng đã trồng cũng khá là lâu rồi mọi người này. Thì cây thì nó cũng không được đẹp lắm đâu, nhìn nó cũng gọi là tạm được thôi mọi người, do cây nó hơi già, khi trồng xuống thì cây nó hơi già mọi người, xuống giống thì cây nó hơi già. Kèm theo cả đây là những cây ngó này, anh chị các bạn mua thì anh Hoàng sẽ tặng kèm cây ngó các bạn nhé. Mua ly thì anh Hoàng bán với cái giá là 10.000 một ly các bạn nhé. Đây, 10.000 một ly. Gồm có 3 dòng chính, đó là dòng dâu tây. Đây là dòng dâu tây. Nói chung là nó cũng lộn xộn nhiều dòng ấy, bởi vì do nhiều khi là anh Hoàng để nó lẫn lộn vào nhau ấy. Đây là dâu tây Hàn Quốc này. Đây dâu tây Hàn Quốc này. Còn đây là dâu tây Nhật lùn này các bạn này. Nó cũng lẫn lộn nhau một chút. Đây. Đấy là những cái dòng dâu tây các bạn nhé. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại những cái dòng mâm xôi các bạn ạ. Thì mâm xôi thì tại anh Hoàng cũng chỉ có 3 loại thôi. Và 3 loại này cũng là 3 loại trồng chính tại thị trường Việt Nam hiện nay. Đầu tiên đó là mâm xôi đen. Mâm xôi đen này anh Hoàng vẫn đang để trong vỉ. 10.000 một cây các bạn nhé. Mâm xôi đen này ăn trái, trái chín nó sẽ màu đen. À, cây nó không có gai, nó không có gai mọi người này, nó không có gai, chúng ta sờ vô nó không có gai, nó rất là dễ chịu. Đấy, cây này ăn trái nó hơi chua mọi người, trái chín thì nó to bằng cỡ ngón tay cái này, mà nó ăn nó hơi chua. Và tiếp theo đó là cây dâu tây Nhật, cây mâm xôi đỏ mọi người, mâm xôi đỏ thì nó sẽ có gai này mọi người này, đây. Nhưng các bạn để ý thì thân nó sẽ có khá là nhiều gai, tuy nhiên cái gai này nó không phải là như gai hoa hồng đâu, không phải là như gai hoa hồng hay là những cái loại gai mà nó khó chịu đâu, cây này chúng ta có thể cầm vào bình thường. Chúng ta vuốt bình thường, không có vấn đề hết các bạn. Gai của nó có gai nhưng mà nó vẫn bình thường lắm mọi người. Trẻ con cầm vô vẫn bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhiều anh chị sợ trồng cái cây mâm xôi đỏ này nó có gai, sợ chắc cháu nhỏ cầm vô thì nó sẽ nguy hiểm. Nhưng mà thực tế nói mọi người là nó không có một cái vấn đề gì cả. Vẫn cầm bình thường, sờ tay bình thường mọi người nhé. Rồi tiếp theo là mâm xôi vàng. Mâm xôi vàng với mâm xôi đỏ thì ăn trái nó sẽ ngọt hơn. Và trái của nó ăn nó sẽ rất là nhiều tác dụng. Đặc biệt tác dụng là chữa những cái loại bệnh liên quan đến nội tạng đó. Những loại bệnh liên quan đến sinh lý nội tạng thì mâm xôi nó là vô địch. Đấy thì vừa rồi anh Hoàng đã giới thiệu cho mọi người cái những cái cây giống hiện tại là cơ sở anh Hoàng đang có bán. Thì hiện tại nó đang là cái mùa trồng dâu tây và hiện tại cũng đang là cái mùa chúng ta xuống giống và giá bán cũng đang ưu đãi cho anh quý anh chị các bạn trong cái mùa dịch này. Đấy thì các bạn cần nhu cầu mua cây giống thì chúng ta hãy liên hệ với lại anh Hoàng nhé qua cái số điện thoại và số Zalo 0977 237 096. Hiện tại anh Hoàng có ship toàn quốc qua cái chuyển phát nhanh Zipti hoặc là chuyển phát qua đường bưu điện hoặc là chuyển phát qua đường xe khách. Nhà các bạn mua thì liên hệ. Ngoài ra anh Hoàng có bán cả hạt giống dâu tây nữa. Các bạn cần thì liên hệ luôn nhé. Rồi xin chào mọi người.